Tiếp nối chương trình, chúng ta hãy cùng khám phá Working Space 4.0 của một bạn trẻ, vừa là một gamer có thứ hạng trong cộng đồng, vừa là một photographer vô cùng tài năng. Và hãy cùng theo chân Yến Nhi để xem góc làm việc và chơi game của bạn có gì hấp dẫn các bạn nhé. Chào Nhi. Wow, thiên đường của mình đây đúng không anh? Giới thiệu Nhi, đây là góc làm việc của mình á. Wow, cái góc làm việc của mình rất là xịn luôn á, không có quá đồ sộ, tuy nhiên là từng cái thiết bị rồi từng cái vật trang trí nó rất là chỉnh chu. Không biết là anh tốn bao nhiêu thời gian để mà tạo ra một cái góc làm việc được như thế này ạ? Thì mình làm cái góc làm việc này của mình á, thì mình bắt đầu từ lúc làm lại cái chỗ ngồi này của mình á, thì mất khoảng một tháng hơn ha. Một tháng hơn? Đúng. Nó lâu nhất ở khoảng nào? Thì tại vì mình kỹ tính trong việc chọn mấy cái món đồ mà mình sẽ đặt lên á, thì mình cũng tìm tòi, cho nên là mình kiểu mình go order mỗi nơi một món, cho nên là thời gian mà nó về những cái món đồ đó để mình hoàn thành thì nó rất là lâu. Có phải là vì là công việc của mình cũng là yêu cái đẹp và rất là tỉ mỉ đúng không? Nên là mình xây dựng mọi thứ một chút rất là lâu. Như em thấy là mình đang sử dụng một cái màn hình máy tính dạng cong á. Đúng rồi, thì mình chọn màn hình là của Samsung. Thì nó là dòng Odyssey mà G5 á. Thì nó có độ cong là 1000R. Chủ yếu mình chọn màn hình này tại vì mình muốn là cái công việc của mình, không ngoài cái công việc của mình thì mình sẽ dùng cái góc này của mình để giải trí và chơi game. Cho nên là mình chọn cái màn hình có độ cong để mình thỏa mãn cái giải trí, nhu cầu giải trí của mình. Thì màn hình cong á thì nó giúp cho mình có cảm giác chơi game nó sẽ có một cái góc mình nó rộng hơn. Khi mà mình nhìn, ví dụ như mình đi chơi một số game bắn súng á, thì nó sẽ cho mình cái góc nhìn nó thoải mái hơn, nó rộng hơn là màn hình thẳng bình thường ha. Nó ôm trọn cái bộ mặt mình hơn, thì mình cảm thấy là nó... Thì mình sở dĩ mình chọn cái màn hình cong á thì một phần cũng tại vì đáp ứng nhu cầu giải trí của mình. Thì mình hay chơi những cái game kiểu bắn súng giống như vậy nè. Thì màn hình cong nó cũng có một cái điểm lợi là giúp mình tập trung vào cái game của mình hơn á, hơn là so với cái màn hình phẳng bình thường. Hồi trước thì mình xài cái màn hình phẳng á thì kiểu mình nhìn vào nó sẽ không có kiểu tập trung vào như ở giữa màn hình, tại những cái game này nó đòi hỏi cái sự tập trung cao á. Thì bình thường màn cong nó sẽ đẹp hơn á. Đồ họa nhìn cũng rất là sống động chân thật nữa. Mà anh Tốt, bình thường á, anh là một photographer, rồi bây giờ mình còn mê game nữa. Là coi như gần như một ngày dài là mình sẽ ngồi lì ở trước màn hình máy tính đúng không? Vậy thì anh có sợ bị thêm độ cho mắt không có tốt cho mắt? Đúng là công việc của mình á, thì nó tiếp xúc nhiều với lại màn hình, nó có khi cả ngày mình ngồi cả chiếm một cái thời gian dài của mình. Thì do đó cho nên mình chọn những cái thiết bị mà đồ dùng của mình nó cũng rất là kỹ, để giống như là cái chất lượng của nó rất là tốt, để đáp ứng được vừa thứ nhất là nhu cầu làm việc của mình, cái thứ hai là vừa bảo vệ được cái sức khỏe của mình nữa. Có phải là khi mà cái hình ảnh mà nó sắc nét, nó sống động như thế này á, thì mắt mình nó sẽ đỡ phải mỏi đúng không? Đúng rồi, với lại cái mình cũng đặt rất là kỹ trên bàn mình, ví dụ như khoảng cách nó như thế nào, với lại một phần thì tại vì chất lượng mình nó tốt cho nên là mình cũng an tâm được cái phần đó. Wow, Vy cứ trải nghiệm thử cái game này á. Thì cái game này á, thì mình sử dụng những phím bên trái này lên xuống qua lại mình sử dụng ở đây, và bên phải này thì mình dùng chuột để di chuyển hướng điều hướng cũng như hướng bắn. Ok, rồi cái này thì Vy có thể thử. Chờ mấy chút xíu là bị quên thời gian rồi đó anh. Bình thường á là mình sau những giờ làm việc của mình á, mình chơi game nhiều lúc mình cũng bị vậy á, nghĩa là mình chơi mình mê quá, cái lúc mình coi lại thời gian mình hết hồn là mình chơi nó quá lâu. Cảm ơn anh Tú rất nhiều đã dành thời gian cho Cà Phê Tech trong buổi sáng ngày hôm nay, đã cho Ý Nhi khám phá một cái góc làm việc rất là ấn tượng này, và còn cho Ý Nhi thêm được nhiều thông tin hữu ích về công nghệ nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ.